Hello tất cả bạn, mình là Nguyễn Đức Lợi của Hunter Store. Hôm nay trước mặt các bạn đây là con SF Hulk Avenger Infinity War. Thì ở đây con này nó có một chữ rất là đơn giản Hulk, và có một cái logo đấm nhìn khá là buồn cười. Ui biết đâu soi à? Soi Marvel nó làm một cái kiểu huy chương toàn huy hiệu này cũng hay phết chứ. Ở bên này nó có hình con Hulk nhảy chuẩn bị ra đấm cái. Sau ấy nó có lại cái pose, nó copy lại cái hình và cái da của nó. Mình cầm trên tay đây mình biết là con real tươi vãi, và cái da của nó nhìn giống da người hơn. Con fake thì nó hơi tươi, nó bong bóng giống như ở sơn móng tay. Mình sẽ để bóc ở đây và bây giờ mình sẽ mở con fake ra. Thì con này cũng khá ít phụ kiện, nó chỉ có hai tay và hai mặt, gọi là bốn phụ kiện đi. Thì đây, đây là cái mặt thứ nhất của nó, nhìn chi tiết là khá là ổn. Tóc thì nó không có bị cái kiểu mờ giống kiểu undercut bị cạo cạo ấy, nó không có kiểu đấy. Còn lòng mắt thì nó sẽ không bị lệch. Đây mỏng đây, lòng mắt đây nhìn rất là rõ và đẹp, nhưng mà cái chất lượng nhìn nó hơi giống của Marvel Select. Còn cái mặt head này thì nhìn không đẹp lắm, nhìn như kiểu mấy anh Hàn Quốc tóc khá là bựa. Ở bên này thì cũng thế, sơn khá đậm. Có mỗi chỗ này nó mờ tí, nhìn như kiểu bị hói. Còn chỗ này thì nó có một nhựa thừa đây, nhìn ghê quá đi. Hình như chắc là in 3D ấy, nó có nhựa thừa. Còn cái mặt này là mặt tệ nhất, tại vì nhìn nó gắn vào này, nó bị lệch một má hay sao ấy. Nhìn giống như nó bị lệch một má, khá là bựa, trông nó buồn nữa. Này nhìn này, đấy nhá, thường nó phải như này đúng không? Xong cái này phải ấy lên, thì cái này nó bị lệch mẹ luôn. Đây là cái lỗ nhỏ của nó thôi. Không, mấy con khác thì mấy con khác đây, nếu cắt nhảy đi là ok, nhưng mà mấy con khác sẽ không như thế đâu. Cái lúc mà trước khi mình mở ra, mình thấy con này có khá nhiều bột 502. Nó không phải bột, mình nói là bột tại vì nó không gì bị dính keo 502 vào đâu cả. Và chỗ này nó khá là cứng, rất là cứng, kiểu cảm giác như thấy nhá, nó có một bóng tròn đây, chỗ này đúng không, phải di chuyển được, nhưng mà có vẻ nó quá là cứng, giống như kiểu bị 502. Nhưng mà kệ, chắc là cố tình thế để cho cái chỗ này nó không di chuyển được, để nó dựng thẳng lên nhìn nó xấu. Nó có thêm, ngoài ra có thêm hai cái tay này thì nhìn nó khá là giống như một con Green Goblin. Con Green Goblin phiên bản mà có sừng sừng người to to BAF của Marvel Legends Spider-Man 2012 ấy. Tại vì nó bóng bóng, nhìn nó khá là giống kiểu da bò sát ở đấy, nó không nhìn giống da người. Tại vì nó bóng, nhìn cũng giống như kiểu chất lượng của Marvel Legends với cả Marvel Select. Thế nên là mình mới bảo là nó nhìn giống con BAF Build Figure. Thì bây giờ mình sẽ nói về chi tiết này. Thông cảm các bạn nếu mà hơi ồn tí. Nhưng mà đây, đây, các bạn có thể thấy cái ý kiến của mình đây. Cái chỗ này mình bảo giống của mấy con Green Goblin, tại vì nó bóng 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 rồi. Xong cái sơn nó cũng không đều lắm, giống như kiểu chỗ này nó bị nhạt. Nhưng mà chỗ này là chuẩn này. Chỗ này chuẩn chuẩn sơn của hàng real, nó bóng, nó nhìn nhẵn. Nó không phải, nó như nào, nó nhìn sần đi. Đấy, còn chỗ này là nó nhìn bóng. Nó bóng, nhìn giống như kiểu bị sơn móng tay lên. Đấy, nó hơi thốn ở cái đấy. Đấy, phần lưng này rất là tuyệt nhá. Cái mặt thì mình nói rồi, mình sẽ bỏ cái mặt này đi, gắn mặt khác vào cho đẹp trai. Đấy, nhìn đẹp thế này cơ mà. Đấy, nhìn nó chuẩn cân đối thế này cơ mà. Đấy, con này có một lỗi là giống Thanos rồi. Thì mình nghĩ là cái này để mình, nó chỉ có soi đèn được không nhỉ? Không, mình soi đèn thử. Nó tháo được, nó có một cái bóng tròn ở trong ngoài. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái chỗ đấy, đấy, cái thanh đấy, cái thanh đấy, đấy là nó bóng tròn. Còn phần đằng sau này, what the fuck is this? Dính một tí keo ở đây. Keo, keo nến. Đây, có một chỗ khớp này, nó nhìn giống như khớp của Spider-Man, SS Spider-Man. Nhưng mà nó thể gập lên gập xuống được, nó không bị, nó không như kiểu chỉ xoay của Spider-Man. Đại ca. Xong rồi, thế nên là ngoài nó xoay được như này, nó gập lên gập xuống trong lúc xoay được, thế nên là rất là tốt. Nhưng mà qua cái con này thì mình có thể thấy là chỗ này khá là mỏng. Sợ vãi đái. Và nó nghiêng được sang hai bên kìa.
À, tại vì cái này nữa nó cũng kiểu có một cái khoảng trống nhảy, thế nên nó I'm a Barbie girl, live in Barbie world. Đấy. À, đầu để xoay chuyển nơi này. Có một cái bóng tròn ở dưới cổ, ở hai cái bóng tròn trên đây với là chỗ dưới này, nhưng mà bóng tròn ở chỗ này có vẻ như kiểu bị quá chặt. Cái tay ở đây có thể gặp được rất là tốt. Này các bạn nhìn thấy một tí cao 502. Đấy, cái này nó lại mở theo kiểu khác, nó không mở kiểu này mà nó mở kiểu nó kiểu mở kiểu lên xuống. Còn chỗ này ấy, con này khác, con này xoay được chỗ này nhá. Nhưng mà nó hơi khó, nhất là khi kiểu để như này nó hơi khó xoay. Tay cái này gập được. Hai nó có hai lần khớp nhưng nó chỉ gập được 90 độ và tay thì có bóng tròn rất là tốt, hoạt động rất là linh hoạt. Đấy, hoạt động rất là linh hoạt. À, bàn chân thì nó sử dụng khớp hai chấm u rồi, ôi nhìn này nó không phải 52, à nó là 52 lúc mở nhưng mà phủ ý là được, nó là bổ đi tuyết à. Trung Quốc có lạnh đến mức đấy không đấy, nhìn nhá, phủ ý là được đấy, di chuyển lên rất là chặt, giữ được luôn này, rất là tốt, rất là tốt. Bên này cũng thế nhưng mà nó có vẻ nhìn như kiểu nó lên được ít hơn đúng không? Không, hai cái bằng nhau đấy, nhìn đi khuyết tật đấy. Xoay được ở đây nhá, nó không có bóng tròn giống như con Mac 50, nó chỉ xoay thôi. À, chỗ này gặp được hai lần quỳ được luôn. À, bàn chân có thể cử động rất là tốt, nhìn rất là đẹp và tự nhiên. Chỗ này thì nhìn có vẻ cái bóng này thích vãi. Chỗ này đẹp vãi và swivel và pivot được rất là tốt. Có thể nói về biên độ cử động khớp, chất lượng khớp thì con này rất là tốt. Mỗi tội là và một ít 502 nhưng mà nó không bị hàn, thế nên là các bạn nên tháo cái này ra và sửa lại một tí. Oh no. Ok, mình cũng thay tay nốt và kết thúc cái review này. Mấy con này mình thấy khá là tốt chất lượng, để làm thay nốt cái tay này để được điểm 9. À, cái tay này nó có vẻ bị lâu lắm rồi không mang hệ số điểm vào trong này. Nhưng mà cái tay nó nhìn nó không hòa hợp với cái cánh tay lắm nhỉ. Anh thấy sao? Nó không hòa hợp, nó nhìn giống như là đang găng tay ấy. Ừ, nó bị nó hơi to quá. Nó nhìn giống như là đang đeo găng tay ấy. Thế nên là mình sẽ cho con này được điểm điểm lỏng thì chắc là lỏng ở đây chắc là 7. 7. Tại vì chi tiết con này không quá tệ, nó chỉ có một mặt xấu thôi. Và cái cầm con này khá là thích. Và ok, đó là review của mình về con SSF Hook Infinity War. Bye bye.